Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 mới Set Right On. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương trình học kỳ 2 với bài số 4. Bài số 4, phần Reading 4A, Reading, Holiday Friend nhá. Niềm vui ngày nghỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc hai cái bài đọc từ đây của Cherry và Cathy viết thư nha. Cherry viết thư cho Tony và Cathy viết thư cho Susan. Và đây là những bức tranh về kỳ nghỉ của hai bạn đó. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài và viết từ mới. Rồi chúng ta đọc bài bên trên đây. Cherry này, đây là cái này là lá thư của Cherry viết cho Tony. Hi Tony, chào Tony. We are này viết tắt là của we are, đọc là we're having a great time in Paris. Chúng tôi đang có một thời gian tuyệt vời ở Paris, nước Pháp. France, nước Pháp. Today is the 14th of July. Hôm nay là ngày 14 tháng 7. It's Bastille Day. Cái từ này có nghĩa là Independence Day đó, ngày quốc khánh đấy, ngày độc lập, ngày quốc khánh. Đó là ngày quốc khánh của nước Pháp. And people are celebrating. Tức là cái từ này có nghĩa là tổ chức, mọi người đang tổ chức nó với parties, các bữa tiệc, and parades và các cuộc diễu hành. Ok, diễu hành đây là cái hình diễu hành. Rồi chúng ta đọc tiếp này. They hang flags là treo cờ, everywhere là khắp mọi nơi, and dress up và mặc đồ đẹp. It's warm and sunny here, trời ấm áp và có nắng ở đây. Guess what? Đoán xem nào. There are fireworks. Có pháo hoa. At midnight. Midnight là nửa đêm. Và lúc nửa đêm. I can't wait. Tôi không thể chờ đợi. To watch them. Để xem chúng. See you soon. Gặp bạn sớm nhé. Cherry. Rồi. Chúng ta xuống đoạn dưới đây. Cathy đang viết thư cho Susan này. Hi Susan, chào Susan. I'm writing to you from Hanoi. Tôi đang viết thư cho bạn từ Hà Nội. People here are celebrating Tết, the Lunar New Year. Mọi người đang tổ chức Tết, đó là năm mới theo âm lịch. Local decorate their houses. Mọi người dân địa phương đã trang trí nhà cửa của họ. With colorful flowers, với những đóa hoa đầy màu sắc. And family member, và những thành viên của gia đình. Eat together, ăn cơm cùng với nhau. And visit relatives, và đi thăm họ hàng. Children usually get money. Trẻ em thì luôn luôn nhận tiền lì xì. In a red envelope, trong một cái bao lì xì màu đỏ. As a present, như là một món quà. From their parents, từ bố mẹ của chúng. Or elder relatives, và những người họ hàng lớn tuổi hơn. Right now, ngay bây giờ, we are eating. Chúng tôi đang ăn bánh chưng. This is a steam. Đó là một cái bánh square cake, một cái bánh hình vuông được luộc rất kỹ. It is delicious. Nó rất là ngon. We are going to see. Chúng tôi sẽ xem a lion dance, múa sư tử. Performance, màn trình diễn. Cái này dịch là một màn trình diễn múa sư tử. Later, sau đó. See you next week. Gặp bạn tuần sau nhé, Katie. Vậy thì sau khi chúng ta đọc xong hai cái đoạn này, hai cái bài đọc này, chúng ta thấy bạn Cherry đang ở nước Pháp và nó đang là holiday ở nước Pháp, đang là ngày quốc khánh của nước Pháp. Còn Cathy thì đang ở Hà Nội, Việt Nam và đang trúng cái dịp Tết Nguyên Đán. Lunar New Year là Tết Nguyên Đán đó, Tết âm lịch, Tết cổ truyền. Rồi, chúng ta có ba bức hình. Đây là parade, diễu hành in Paris, France, diễu hành ở nước Pháp. Cái hình này là một cái màn trình diễn múa lân, chúng ta nói tiếng Anh là gì? A lion dance performance. Còn đây là chưng khề, bánh chưng. Ok. Rồi, vậy là trong này có những cái từ mới, chúng ta cùng đọc và viết lại. Celebrate là động từ tổ chức. Parade là danh từ, vừa là danh từ vừa là động từ, diễu hành. Hang flags là treo cờ. Dress up là mặc đồ đẹp. Fireworks pháo hoa. Colorful là tính từ, đầy màu sắc rực rỡ. Steamed hấp luộc. Ok, chúng ta qua cái bài bên này.
Where is Cherry? Cherry đang ở đâu? Where is Cathy? Cathy đang ở đâu? Can you guess from the picture? Bạn có thể đoán được từ bức tranh hay không? Now, look at the messages quickly and say. Hãy nhìn vào cái tin nhắn này và bạn nói. Và chúng ta trả lời là Cherry đang ở. Cherry is in Paris. Paris, France. Rồi. Và trả lời này. One. Cherry in Paris, Paris, France, nước Pháp. Còn bạn Cathy, Cathy in in Hanoi, Hanoi, Việt Nam, Việt Nam. Đó là câu số 1. Sang câu số 2, sang câu số 2 của cái bài này, bạn nhìn thấy bây giờ chữ P là Paris và chữ H là Hanoi. Chúng ta sẽ coi này, ở đâu có Paris diễu hành á. Một diễu hành là ở đâu? Ở Paris nhá. Paris, vậy thì các bạn sẽ viết chữ P. Câu 2, ở đâu có Lion Street performance, những màn trình diễn múa lân, thì là Hà Nội. Câu 3, parties là ở Paris, các bữa tiệc đấy. Câu số 4, pháo hoa vào nửa đêm là ở Paris. Và câu số 5 là hoa đầy màu sắc, những bông hoa đầy màu sắc sẽ là dịp Tết ở Hà Nội, Việt Nam. Chúng ta sẽ ghi chữ H. 1 là chữ P, 2 là chữ H, 3 là chữ P, 4 là chữ P và 5 là chữ H. Đây là viết vào đây nè. Rồi, ok. Vậy là những cái từ mới trong bài này chúng ta cần phải ghi là unit này. Unit 4, A, reading, reading, page 72, vocabulary, vocabulary, ok. Đầu tiên chúng ta sẽ có từ French, French, nước Pháp, nước Pháp này. Và chúng ta có người Pháp là French, French, học thêm người Pháp. Rồi chúng ta có từ celebrate. Cái này là động từ tổ chức, tổ chức. Celebrate. Bastille, Bastille Day là ngày quốc khánh của Pháp. Bastille Day, quốc khánh của Pháp. Quốc khánh của Pháp nhé. Quốc khánh của Pháp. Rồi chúng ta có từ chúng ta có từ gì? Chúng ta có từ party biết rồi, parade. Parade vừa là danh từ vừa là động từ. Cái này có nghĩa là diễu hành. Nếu mà động từ dịch là diễu hành, còn danh từ là cuộc diễu hành. Rồi tiếp theo chúng ta có từ hang. Hang là treo. Flag là lá cờ, treo cờ, treo cờ. Chúng ta có từ the dress up là cụm động từ mặc đẹp, mặc đẹp. Ok. Chúng ta có từ warm sunny lát học cũng được. Firework là pháo hoa. Firework, pháo hoa. Pháo hoa. Midnight là ban nửa đêm đó. Midnight. Midnight, nửa đêm, giữa đêm. Đêm khuya. Rồi chúng ta qua cái đoạn thứ hai, chúng ta có từ lunar. Lunar. Lunar New Year. Lunar New Year là Tết âm lịch. Tết âm lịch. Tết âm lịch. Chúng ta có từ local là người địa phương. Local, người địa phương. Người địa phương, người dân địa phương đấy. Local. Rồi chúng ta có từ colorful. Colorful. Colorful là tính từ rực rỡ, đầy màu sắc. Đầy màu sắc. Đầy màu sắc này. Đầy màu sắc. Get money là nhận tiền. Red envelope. Envelope là cái bao, cái phong thư. Và cái này chúng ta dịch nghĩa là bao lì xì. Bao lì xì. Chúng ta có từ relative. Relative là họ hàng. Relative. Relative, họ hàng. Rồi chúng ta có square cake là bánh hình vuông, khỏi viết. Lion dance. Lion dance là múa lân. Múa lân. Múa lân. Chúng ta có performance. Performance. Performance.
performance là màn trình diễn, danh từ màn trình diễn, màn trình diễn nhá. Rồi chúng ta đọc lại, chúng ta đọc lại này. France, French, celebrate, Bastille Day, parade. Cái này nhớ năm 2 quan trọng này. Parade, hang flag, dresser, fireworks, midnight, Lunar New Year, locals, colorful, red envelope, relatives, land dance, performance. Okay. Trang 72 của chúng ta đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong trang 73. Goodbye, see you later.